That boy sus. Get the fuck, that's a must. I don't trust. I'll go, okay, I'll cool in Tokyo. Hello, chào các bạn, mình là Jenny đây. Và hôm nay mình sẽ thử các quán trà sữa bên Mỹ, coi cái nào ngon nhất. Nên ok, vào thôi nào. Hello, mình đã vào xe rồi. Và bây giờ mình đã chuẩn bị đi các quán trà sữa. Hôm nay mình sẽ uống 5 chỗ luôn, nên chắc sau đó mình sẽ bị một cái cơn sốt đường. Số đầu tiên không được mua tại tiệm nên phải order online. Để mình quốc cái điện thoại ra nè. Ủa, Jollibee làm gì đây thế? Anh mình hơi bị mê Jollibee nên đã dán cái sticker Jollibee từ cái hộp gà rán lên cái điện thoại luôn. Trời ơi, không có thể vừa lái vừa quay được. Không thôi nó sẽ bị úi dồi ôi. Ok, tiệm trà sữa đầu tiên là Omo Omo, tuần trước mình cũng đã uống rồi. Nhưng tiệm này là có danh là ngon nhất ở Cali nên mình sẽ uống cái này cho cái video này. Thì mình sẽ gọi trà sữa, đây là có rất nhiều loại trà sữa. Mình sẽ gọi trà sữa Ceylon, Ceylon Milk Tea. Và mình có thể chỉnh độ đường và độ đá nữa. Mình chọn là ít đá và 50 đường. Còn mình sẽ chọn loại sữa khác nhau nữa. Đây là các lựa chọn cho thạch và mình sẽ chọn chân dâu. Tổng cộng thì là 4.95 đồng, cũng coi như là 5 đồng. Ok, đặt thôi. Đặt được thành công rồi. Lát nữa tới thì chỉ có việc lấy thôi chứ không trả tiền, tại vì trả tiền rồi. Mình sẽ đeo kính nắng của mình rồi. Ủa, cái mụn gì mà to dữ vậy? Úp, ok được rồi. Hiện tại mình đang ở sơ mạc, chỗ này không có gì hết và mình đang trên đường đi qua cái thành phố Corona nữa. Oh my god, chỗ này không có gì hết luôn á. Ủa, đây là gì thế? Sau 25 phút thì mình cũng đã tới rồi. Oh mơ mơ. Mình đã làm một sai lầm lớn. Cái kiến nắng của mình đã làm tổn thương cái mụn của mình. Bây giờ nó lại đỏ hơn nữa rồi. Quá là thông minh. Trước khi mình đi thì mình phải đeo khẩu trang cho nó an toàn, cũng che cái mụn của mình. Bây giờ mình sẽ vào đây để lấy nước uống. Lần này order trên mạng trước khoảng 25 phút nên bây giờ có sẵn luôn. Wow. Mình đã qua lại xe rồi, bây giờ sẽ thử. Ngoại hình thì mình thấy nhìn khá là bình thường, chỉ giống như là một cái trà sữa chân châu bình thường thôi. Và chỗ này có một size thôi nên phải mua cái size lớn này. Mình nghĩ là vì cái ly này nó ốm và cao nên nó cũng bằng một cái size vừa thôi. Cái thiết kế của cái ly rất là đơn giản và đẹp nha, mình thấy nó nhìn rất là ổn. Để mình thử nè. Và mình thấy là nó cũng ngon. Mình gọi 50 đường này, độ đường rất là phù hợp. Và mình cảm thấy chân châu nó còn ngon nữa. Để uống nữa nè. Quá là ổn. Bây giờ anh mình sẽ đâm vào một cái nữa và uống thử. Anh mình ưa gọi trà sữa này nè. Anh mình phải gọi là rất là ghét cái chân châu này. Nhưng trà sữa thì thấy ok. Anh sáng bị sao nhưng bây giờ cái da của mình giống như một quả cam không ạ? Mình thấy cái này khá là ổn. What do you think? Cũng được. Ok, vậy là xong rồi. Ồ, và hôm nay mình mang theo cái túi nó nhìn quá là xinh. Nó là một cái túi chế từ cái hiệu này gọi là Saigon Swagger. Whoop whoop. Dùng cái này rất là tiện luôn là vì nó có rất là nhiều ngăn để mình cho đồ vào. Và mình thấy nó nhìn cũng rất là ngầu nữa là vì nó nhìn ngầu ngầu hay sao á. Nó màu đen, màu xám mà. Oh my god. Quá là ổn. Ok, bây giờ đi tiếp thôi. Bây giờ mình sẽ ngồi thưởng thức cái này. Vì mình và anh mình có vấn đề về sữa nên phải vào CVS để mua cái thuốc này. Giống như là mình uống sữa là mình sẽ bị vấn đề á. Chắc các bạn hiểu rồi phải không? Và cái nhà thuốc này còn có cái drive-thru nữa là có thể chạy qua lấy thuốc nên mình sẽ đi vào cái này. Ủa, mọi người đâu mất rồi? Quê quá, người ta không bán cho nên bây giờ phải đi vào cái tiệm. Hơi bị khó tìm đúng không ạ? Có quá trời loại thuốc nhưng không có cái thuốc kia. Hê hê, tìm thấy được rồi. Thuốc này gọi là thuốc lactate. Ok. Nó muốn chết luôn. Suốt ngày cứ đụng cái mụn hoài. Bây giờ mình sẽ uống cái thuốc này để mình không bị vấn đề. Ok, mình mong là mình sẽ không bị vấn đề. Và phải nhớ rửa tay nữa chứ. Còn quơ quơ cái tay nó kìa trời. Bây giờ mình nên trên đường đi qua cái chỗ người Trung Quốc. Và mình mang cái giày gì mà xì tâm màu mè dữ vậy. Sẽ mất tầm 20 phút là vì đi qua kiểu như là hai quận khác nhau luôn á. Vì hồi nãy là Riverside County và bây giờ phải đi qua LA County. A few moments later. Úp, tới khu người Trung Quốc rồi, đây chỗ này gọi là Roland Heights. Ok. Hello. Mình rất là khó chịu về cái mụn này đúng không ạ? Rất là lâu rồi mình mới có một cái mụn nó kiểu như là nổi bật như vậy. Và giờ ơi, con cá gì mà to đùng dữ vậy. Cái khu này giống như là toàn là người Trung Quốc ở thôi, nên có rất là nhiều tiệm trà sữa. Và mình đã tới rồi, chỗ này gọi là Tiger Sugar. Hình như Sài Gòn cũng có nhiều đóng cửa rồi. Hôm nay là 32 độ, các bạn nóng dữ dội luôn. Bây giờ mình sẽ nhìn menu và quyết định là chọn cái nào. Mình nghĩ là mình sẽ chọn cái nổi tiếng nhất, đây là cái sữa tư nhân cho đường đen. Bây giờ mình sẽ đi vào mua thôi. Và chỗ này không có cho trả tiền mặt. Tổng cộng thì là 5.25 đồng một ly. Anh ấy đang làm kìa. Mình cảm thấy mình quay vậy hơi bị vô duyên là vì tự nhiên quay người ta đang làm mà mình không có hỏi trước nhưng ok. Anh ấy đang cho đường đen lên cái ly. Và người ta không có cho hơn 2 người vào luôn. Bây giờ tụi mình phải ngồi đợi ở ngoài. Rất là lâu rồi mình cảm thấy nóng như vậy. Whoop, nước có rồi kìa, nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ chụp hình thumbnail.
Ok, mình sẽ xách theo cái nước uống của mình để chụp hình. Anh mình đang không có vui về điều này là vì ở ngoài rất là nóng. Và mình còn đứng giữa đường người ta nữa. Chụp tiếp thôi. Ok, như vậy đủ rồi, ta đụng xe bây giờ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái sữa tươi dân châu này. Ánh sáng quá là tệ luôn á. Các bạn thông cảm là vì ánh sáng nó hơi vấn đề. Nhưng đây là sữa tươi dân châu đường đen, nó nhìn rất là đẹp luôn. Cái này mình ngắm suốt ngày cũng được không á. Đây là khúc quan trọng nhất, đây là mình sẽ thử nó. Như trước khi mình thử thì mình phải trộn nó vài lần để cho nó không có bị ngọt quá. Mình nghĩ vậy được rồi, bây giờ mình sẽ thử. Úi dồi ôi, gì mà ngọt thế, trộn thêm nữa. Bây giờ thử thiệt nè. Vẫn hút cả đống đường lên luôn để mình trộn thêm. Và nó rất là ngon luôn. Bây giờ anh mình sẽ thử. Nhìn nó dính tùm lum là vì hồi nãy khi mình chụp hình thì mình lắc nó tùm lum hết đó. Nên bây giờ mình phải lấy cái này và lau. It's good. Hello. So, mình thấy là cái này nó cũng rất là ngon. Mình thấy nó ngon hơn là sữa tươi chân châu của Ali. Và nó cũng rất là ngọt. Cái chân châu nó rất là ngon. Và nó không có giống như là nó, cái vị nó đã sao. The boba doesn't make me wet. Nói chung ra cái này nó rất là ngon và ngon. Like, out of my ass, man. Bây giờ mình đang trên đường đi qua chỗ tiếp theo. Đường hơi bị đông luôn rồi đấy. Mình đang sảng khoái cuộc đời. Uống quá là phê. Và mình đã tới rồi, khu này có rất nhiều nhà hàng và những cái chỗ uống nữa. Và còn có trà sữa thanh rang nữa nhưng mình sẽ không uống là vì có nhiều quá rồi. Nhưng ở đây thì mình sẽ uống Ali. Là một chỗ quá là quen thuộc phải không? Các bạn thấy Ali ở đâu chưa? Nhưng bây giờ mình cảm thấy hơi bị ngán trà sữa nên mình sẽ ngồi đây chút xíu. Hello. Đây là tiết mục anh Jenny Q&A. Câu hỏi đầu tiên là anh trai của Jenny quá là ngầu. Không phải là câu hỏi đâu. Too bad. Câu hỏi tiếp theo là can I get your brother profile? Hoàng gạch dưới Huỳnh, I think, I'm not sure. Okay, câu hỏi tiếp theo là anh trai Jenny mấy tuổi? Không thích nói. Các bạn đoán như phần bình luận đi. Câu hỏi tiếp theo là anh trai Jenny đang làm công việc gì thế? Mình là sinh viên ở đại học UC Irvine, áo của đại học đó. Oh yeah. Câu hỏi tiếp theo là anh Jenny lầy quá? Lầy là sao? Có gì đâu mà lầy. And next question, why is Sony wearing a sweatshirt? It's so freaking hot. Thích thì mà. Câu hỏi tiếp theo là anh Jenny có người yêu chưa? No. Why not? No. Ali? Yes. Bây giờ mình sẽ bảo là Ali, không biết mình uống Ali bao nhiêu lần không ạ? Thì mình cũng quen cái menu rồi là vì mình tới đây quá nhiều lần. Ok, mình sẽ gọi cái trà sữa rô 09 có trị giá là $4.95. Ok, gọi xong rồi. Bây giờ mình sẽ đợi người ta làm nước uống. Ở đây là người ta không có cho ngồi đúng không? Giống như là người ta chặn lại tất cả những chỗ ngồi. Whoop, nước có rồi kìa. Mình không gọi chân châu là vì hồi nãy uống 2 ly chân châu rồi. Ok. Hello, mình đã vào lại xe rồi. Và đây là trà sữa Royal Ali 09. Nó cũng khá là bình thường, nó không có gì đặc biệt hết. Mình cũng không áo hức là vì mình uống cái này quá nhiều. Bây giờ anh mình sẽ uống. Không hiểu mình đang làm gì đúng không? Anh mình rất là thích cái này. Anh mình lúc nào cũng order cái này nên anh kiểu như là ghiền luôn á. Nhưng mình thấy nó cũng ok. Thì hiện tại anh mình đang rất là cần toilet là vì kiểu như là uống quá trời nhiều. Nên bây giờ đang tìm một chỗ đổ xăng để có toilet. Tới rồi, ok bây giờ phải đi ra nhanh. Không thôi chết luôn đấy. Ok, mình đã vào được rồi. Và mình còn đeo cái túi Sài Gòn Swagger của mình nữa. Bây giờ thì mình đang đợi anh mình đi. Chắc hơi bị lâu luôn rồi đấy. Thôi mình đi luôn đi. Không thôi lát nữa không có chỗ đi đâu. Ủa, lộn cửa rồi. Ok, cái này mới đúng nè. Hello. Và tất nhiên phải rửa tay chứ. Bây giờ sẽ chạy qua một tiệm nữa, sẽ mất khoảng 7 phút. Whoop, tới rồi kìa. Chỗ tiếp theo thì là Sherty. Mình đã đeo khẩu trang rồi và bây giờ mình sẽ tháo zip lock ra và đi ra khỏi xe. Okay. Chỗ này gọi là Sherty cũng khá là nổi tiếng ở bên Mỹ và mình nghĩ là Việt Nam cũng có. Đi vào thôi. Và đây là cái menu, không biết nên gọi gì nữa. Nãy giờ uống cả đống sữa luôn rồi nên bây giờ chắc mua trà chứ không có mua trà sữa nữa. Tổng cộng là $4.93. Nói chung tiệm nào cũng ngang ngang với nhau đó. Bây giờ anh ấy đang làm nước uống của mình. Ok, có rồi. Và đây là nước mình đã gọi. Ồ, đợi tháo khẩu trang ra nè. Cái này là trà trái cây với Ayu Jelly. Mình biết đây là video trà sữa nhưng thôi thay đổi xíu đâu sao phải không. Và mình nằm vào thôi. Ok, sao rồi Jenny? Úi dồi ôi, cái gì đã vào miệng mình thế? Chua lét luôn. Bây giờ để anh mình thử nè. It's funky.
good. Huh? It's good? Ngon, ngon mà. Mình thấy cái vị nó kỳ kỳ hay sao á, right? Ngon mà. Nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó lạ lạ, nó sến sến. 4.8 trên 5. Mà vì do cái tên nó có IU ở trên thì 5.5 trên 5. Yeah. Cái jelly ấy, nó ngọt. IU jelly. Okay, don't forget IU jelly. 2 trên 5. There you go. Vì hôm nay quá là nóng và quá là khô nên mình sẽ tìm cái đồ bôi môi của mình. Mùi mật ong mình quá là phê luôn. Ok, xong rồi. Ly Ali gì mà cô đơn không kìa. Không có chỗ để nên phải để gì đó. Ồ, và nó qua chuối kìa. Bây giờ mình nên cho mình đi qua chỗ tiếp theo là cũng gần. Nghe nhạc của sạc khoái cũng gần vô vơ cái tay nữa. Anh mình hơi bị khoái twice luôn. Ok. Chơi làm cái trò gì thế? Chơi ngu không à? Bang. Ok, gần tới rồi đó. Mình đã tới rồi và chỗ này còn có phở Hà, Vietnamese restaurant. Để tìm coi tiệm nào nè. Happy Lemon. Whoop, tới rồi, chỗ này gọi là Yuki Tea Station. Hôm nay qua tay hơi bị nhiều luôn hả? Mình còn lắc lắc nữa. Hello. Và bây giờ mình sẽ đi vào chỗ này là trà sữa Hồng Kông ngon nhất ở chỗ này. Ở đây có rất nhiều món nhưng mình sẽ gọi cái món mà đơn giản nhất và nổi tiếng nhất ở đây là cái Hong Kong Milk Tea. Phải đứng ở đây gọi mới được nè, chứ người ta cũng chơi đứng gần. Một cái này là $4.25. Trà sữa này hơi khác biệt là vì nó trong chai, nhìn thấy nó nhìn cute cute hay sao. Và tiệm này giống như là một cái phố Hồng Kông vậy á. Nhìn đẹp đẹp hay sao. Bây giờ đi ra thôi. Lại cái nắng nữa. Mình đã quên lấy ống hút nên bây giờ quay lại lấy ống hút nè. Quá hậu đậu. Được rồi, vì đi ra thôi. Mình đã vào xe rồi. Để mình thưởng thức cái này nè, tháo khẩu trang nè. Mở ra rồi, bây giờ mình sẽ cắm ống hút vào. Một tay quay một tay mở bị khó luôn rồi á. Mình đã có trợ giúp rồi. Bây giờ mình sẽ thử nó. Và nó cũng ok, cái vị nó rất là khác như trà sữa bình thường. Mình vừa uống vừa suy nghĩ nè. Và mình sẽ uống thêm một cái thuốc này nữa là vì mình cảm thấy là cái bụng mình không ổn. Oh man, that's good. Mình sẽ uống một viên này. Và đó là hết quán trà sữa rồi. Tổng cộng là 5 cái. Và đây là phần kết quả cho hôm nay. Hôm nay mình đã thử Omo Omo, Tiger Sugar, Ali, Share Tea và trà sữa Hồng Kông gì đó. Tên phức tạp quá nên mình quên mất rồi. Ok, cái thứ năm, cái dở nhất là Share Tea. Cũng không công bằng lắm là vì đây là trà trái cây chứ không phải là trà sữa. Nhưng đây là video của mình mà nên đây là luật của mình hả. Nhưng nói chung ra mình cũng không thích chanh dây lắm nên cái vị này mình không thích lắm. Hạng tư là cái trà sữa Hồng Kông này. Cái này rất là lạ là vì nó trong chai nhưng mình thấy là cái vị nó cũng khá là ok thôi chứ không phải là xuất sắc. Hạng thứ ba là trà sữa Ali. Cái này quá quen thuộc với mình là vì mình cũng uống cái này ở Việt Nam. Nhưng cái vị nó đã, nó cũng khá là rất là ok nhưng mình nghĩ là nó không có phải là ngon nhất trong đám này. Hạng nhì là trà sữa của Omo Omo, đúng rồi, Omo Omo. Nó là muốn mỏi miệng luôn. Mình thấy chất lượng trà của chỗ này rất là ngon là vì nó có cái vị kiểu là trà trà sữa sữa đã. Nhưng chân dao thì mình thấy nó cũng khá là mềm nên mình nhai rất là dễ nên mình không bị vấn đề gì hết. Nói chung ra mình sẽ qua lại chỗ này nhiều lần. Và hạng nhất number 1, bà xã tôi number 1 là Tiger Sugar. Mình biết đây là món sữa thiên giao chứ không phải là trà sữa nhưng thôi, video của mình nên mình tự ra luật, ok. Phải gọi là khi mình uống là mình cảm thấy phê cái miệng đúng không? Tuy mình đã uống chỗ này Việt Nam rồi nhưng mình cảm thấy chất lượng sữa ở đây nó ngon hơn là Việt Nam. Và cái chân giao thì xuất sắc. Mình chắc chắn sẽ quay lại sau khi cái cơn ngán trà sữa của mình. Bây giờ mình rất là thèm ăn cái món xào lỗng bao, là cái giống như là bánh bao Thượng Hải. Nên bây giờ anh mình đang lái tới chỗ đó. Chỗ này gọi là New Golden City Dumpling House. Nhìn cũng khá là ổn. Chỗ nào cũng bắt mang về nên mình mua mang về luôn. Trong lúc đợi thì mình sẽ đi toilet tiếp. Có rồi nè, trong cái bao này. Thì mình đã uống xong cái Ali rồi, bây giờ thì chỉ cần uống xong hai cái này. Chắc chắn là sẽ uống hết thôi. Trời ơi, gì mà nắng mà nóng dữ vậy. Mình lại đeo kiến này để cho bớt nắng nè. Vì mình không nhìn thấy một thứ gì luôn á. Bây giờ mình đang trên đường đi về nhà. Ồ, chỗ con dê kia. Mình đã về nhà rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái xào lỗng bao của mình. Whoop whoop. Để mình gấp một cái nè. Rồi chấm nó vào cái nước giấm này. Ok ok, thử thôi nào. Mình đã cắn một miếng và nó rất là ngon luôn. Để mình ăn nguyên phát luôn. Mình cảm thấy sảng khoái quá các bạn ơi. Mình thèm cái món này cho rất là lâu luôn hả.
vậy là mình đây, bây giờ mình sẽ có một giveaway cho các bạn. Tặng 5 phần quà cho 5 bạn. Có thể là ba lô, túi chéo hoặc là gì cũng được hết. Các bạn hãy vào Instagram Sài Gòn Swagger để chọn. Còn nếu bạn muốn tham gia thì bạn hãy comment cho video này là chừng nào bạn đi học lại và bao giờ làm nick Instagram của bạn. Cái này sẽ kết thúc vào thứ bảy tuần sau và mình sẽ chọn người thắng. Còn lắc lắc nữa kìa. Và đó là vậy thôi, mình chúc các bạn may mắn. Và ok, bye bye.